Malaysia và Indonesia đã diễn ra rất hấp dẫn. Như vậy hiệp một trận đấu giữa đội Việt Nam và Australia đã bắt đầu. Quốc Hưng, Văn Vũ, Quốc Hưng. Quả đá biên cho Australia. Vào lúc này lực lượng của đội tuyển phân xạ Việt Nam tương đối là dày. Vì thế huấn luyện viên người Tây Ban Nha ông Miguel Rigo có thể có những thời điểm thay người hàng loạt. Có thể thành lập hai tổ đá. Pha xử lý của Văn Vũ. Văn Vũ là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đội trưởng Australia là số 4 Gregory Giovinazzi. Trần Văn Vũ. Quốc Hưng. Và sút điểm đầu tiên. Cú đá của Vũ Quốc Hưng. Người đá cao nhất trang công của phút trận Việt Nam là Minh Trí. Cầu thủ đang đóng vai pivot. Được coi là vị trí trung phong trong một phút sàn. Cầu thủ Việt Nam đã được khá tự tin trước đội bóng đến từ Australia. Quốc Hưng. Pha xử lý của Minh Trí. Minh Trí lúc này vẫn là pivot số 1 của phút sang Việt Nam. Văn Vũ không vào. Pha hợp giữa Văn Vũ và Minh Trí. Quốc Hưng. Pha xử lý không thành công của Châu Đoàn Phát. Tình huống phạm lỗi. Ở một phút sàn nếu mắc đến lỗi thứ 6 trong một hiệp thì sẽ phải chịu một quả đá phạt 10m. Cầu thủ đá quả phạt này là Giovinazzi, hết sức nguy hiểm. Cú đá mạnh từ nửa sân của Giovinazzi, đội trưởng Australia. Giovinazzi. Hết sức nguy hiểm. Cầu thủ Australia to cao tuy nhiên cũng rất khéo léo. Vừa rồi là tình huống mà thủ môn Hồ Văn Ý đã băng ra kịp thời làm hẹp góc sút. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của phút sàn Việt Nam tại vòng đấu bảng. Daniel Fogarty hết sức nguy hiểm. Thêm một lần thủ môn Hồ Văn Ý phải trổ tài và vẫn là một cú đá từ xa. Cầu thủ Việt Nam cần phải phát huy sự khéo léo và lối chơi gắn bó. Giovinazzi. Australia liên tục tranh thủ dứt điểm từ xa nhưng cú đá đều có lực. Vẫn là Fogarty đá phạt góc và lại là một dứt điểm.
của Ruben Ali. Những giây phút khó khăn đã trôi qua rồi. Châu Đoàn Phát, Quốc Hưng, Minh Chí, Joven Ali, Văn Vũ, Trần Văn Vũ, Minh Chí. Rất tiếc là bóng đã ra ngoài sân. Sito, một tình huống nhồi bóng mạnh lên của đội trưởng Joven Ali. Phút sáng Australia từng 7 lần dự World Cup. Và rõ ràng thi đấu với một đội bóng vừa khỏe lại vừa kỹ thuật như Australia là một điều rất khó khăn. Chúng ta cần phải kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội. Huấn luyện viên trưởng của Phúc Sa Việt Nam Miguel Rigo liên tục ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò. Sát cánh với Rigo lúc này có hai trợ lý đồng hương người Tây Ban Nha. Những pha luân chuyển khéo léo của các cầu thủ Việt Nam. Dứt điểm. Cú đá của Đức Hòa. Pha lên bóng có nét của các cầu thủ Việt Nam. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Pha phản công. Đối mặt. Dứt điểm. Rất tiếc không vào. Cơ hội đã trôi qua rất đáng tiếc, đó là Tôn Thất Phi. Các cầu thủ Việt Nam phản công và bóng đến chân Tôn Thất Phi trong tình huống đối mặt với thủ môn của Australia. Chia sẻ lúc này thì tổ đá thứ hai của đội Phúc San Việt Nam đã được tung vào sân. Các trận đấu Phúc San ngày càng có cường độ cao và việc có được hai tổ đá là điều rất hay. Pha xoay sở của Thái Huy. Australia cũng đã thay hàng loạt cầu thủ. Cầu thủ vừa rồi đã không thể không chế bóng là Oliveira. Thái Huy. Những tình huống lan xả của cầu thủ Việt Nam. Phúc Sa Việt Nam đã từng giành giải tư tại giải vô địch châu Á và sau đó giành quyền dự World Cup. Đó là một khí thế mà chúng ta cần phải phát huy ở các trận đấu trong giai đoạn về sau. Lúc này các tuyển thủ đang dần quen với cách chơi của huấn luyện viên người Tây Ban Nha Miguel Rigo, người đã từng gắn bó với đội tuyển Nhật Bản 6 năm và cũng đã dẫn dắt đội Thái Lan. Cầu thủ đã nỗ lực cứu một quả phạt góc là Tôn Thất Phi. Sút bóng, bóng được sạc hàng. Cú đá hết sức nguy hiểm của Basker. Sau một pha không chế bóng và đưa vào tầm đá thuận lợi, Basker đã tung cú sút rất mạnh, trúng sàng hàng.
Thái Huy, Đức Hòa, Tôn Thất Phi. Lúc này người cắm cao nhất trên hàng công của Futsal Việt Nam là Vũ Đức Tùng, cầu thủ của Thái Sơn Bắc. Tôn Thất Phi. Sau những phút khó khăn thì huấn luyện viên Rodrigo đã tung tổ đá thứ hai vào sân và đội Việt Nam đã trở nên sung sức, đối phó tốt với Australia. Pha cản phá của Tôn Thất Phi, tình huống phản công rất khéo léo. Đức Hòa vẫn còn, sút bóng rất đáng tiếc và dứt điểm của Vũ Đức Tùng. Các cầu thủ Việt Nam đang phát huy khả năng xoay sở và sự gắn kết trong lối chơi. Cách đây 2 năm cũng ở giải Futsal Đông Nam Á, Việt Nam đã chơi không thành công, không thể giành được huy chương. Đó là giai đoạn huấn luyện viên Rigo mới nắm đội Futsal Việt Nam. Các cầu thủ cần thời gian để phát huy. Trên sân lúc này đang là tổ đá thứ ba của đội Futsal Việt Nam. Những năm gần đây, giải vô địch quốc gia của Futsal chất lượng ngày càng tăng, dẫn đến lực lượng của đội tuyển mỗi lúc một dày hơn. Và từ việc cố gắng có được hai tổ đá, lúc này chúng ta đã có thể hình thành tổ đá thứ ba. Dứt điểm và có bốn. Rất tiếc là bóng lại đi ra ngoài, một pha hất bóng kỹ thuật. Pha xử lý của Gia Hưng. Chúng ta xem lại pha hất bóng của Nhan Gia Hưng, cầu thủ của Futsal Cao Bằng. Những giây phút hứng khởi trong nhà thi đấu Phú Thọ ở quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh. Pha xử lý từ góc hẹp, đó là Đắc Huy, cầu thủ của Tân Hiệp Hưng. Sito. Tình huống nỗ lực để cứu quả phạt góc. Sito. Sito. Hết sức nguy hiểm. Pha dốc biên của Cooper. Pha băng giá tuy nhiên đá trượt bóng của thủ môn Gavin O'Brien. Cầu thủ Việt Nam không ngại chơi đôi công với Australia. Đó là một điều đáng mừng, chứng tỏ chúng ta đã có những bước tiến. Đây là Stuart Cooper. Vừa rồi anh chuyền chạy bên cánh trái. Sito. Pha xử lý của Giovinali. Các xử lý người Việt Nam của huấn luyện viên Rigo gồm có Phạm Minh Giang, Huỳnh Tấn Quốc và Nguyễn Bảo Quân. Bảo Quân là một tượng đài của Futsal Việt Nam, đến bây giờ vẫn đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo cũng như số bàn thắng ghi cho đội tuyển Futsal Việt Nam.
đỡ bóng rất hay. Đó là tình huống xử lý của Nguyễn Đắc Huy. Cầu thủ Australia đang vất vả đối phó với kỹ thuật của đội Việt Nam. Không vào! Rất tiếc là bóng lại đi ra ngoài trong một pha đệm bóng sắt của môn. Nguyễn Đắc Huy là cầu thủ vừa bỏ lỡ cơ hội. Đây là năm thứ ba liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với VFF và HD Bank tổ chức các giải Futsal Đông Nam Á, giải V-League quốc gia và quốc gia của Futsal. Chất lượng của giải V-League quốc gia cũng như quốc gia Futsal đã được nâng tầm. Và bây giờ là thời điểm tất cả đều mong muốn Futsal Việt Nam sẽ tiến bộ không ngừng, để một ngày nào đó chúng ta không còn e ngại Thái Lan, điều mà bóng đá 11 người đã từng làm được. Các cổ động viên của Australia từ đầu trận họ đã cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng của mình. Ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực của VFF, trước đây đã từng giữ vị trí trưởng ban Futsal của bóng đá châu Á. Lúc này ông Tuấn là trưởng ban tổ chức thi đấu của AFC. Vị trí phải nói là có nhiều thuận lợi cho bóng đá Việt Nam. Đá phạt cho cầu thủ Australia. Rất có thể sẽ lại là một cú đá mạnh của đội trưởng Giovinazzi. Giovinazzi. Bóng đá đập người Quốc Hưng. Sito. Giovinazzi. Rất quyết liệt. Không chính xác. Đội trưởng Giovinazzi có tinh thần thi đấu rất tốt, luôn xử lý mạnh mẽ, tuy nhiên thỉnh thoảng lại có một pha bóng bị cứng và không chính xác. Quốc Hưng. Đỡ bóng rất tốt. Minh Chí. Văn Vũ. Chia sẻ lúc này lại là sự trở lại của tổ đá số 1 trong đường xuất phát. Pha dứt điểm của Trần Văn Vũ, đội trưởng Futsal Việt Nam. Một cú volley. Pha phối hợp đã tạo ra được sự bất ngờ. Rất tiếc là cú mù của Minh Chí đi hơi cao. Trong một phút sàn thì những pha volley từ các tình huống cố định có một vai trò rất quan trọng. Bản thân những cú volley đã khó đoán bắt và lại là từ những tình huống khiến cho đội bàn khó lường nữa. Swan Cooper. Pha bóng chấp đoán rất nguy hiểm. Australia tổ chức đá phạt nhanh và bất ngờ. Cầu thủ dứt điểm sát cầu môn là Granlin. Chúng ta đang chứa một trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao. Hiệp 1 đã trôi qua khoảng một nửa thời gian. Và dứt điểm của Minh Chí.
Trần Văn Vũ thực hiện quả phạt góc. Văn Vũ mang áo số 11, trước đây để kiểu tóc giống với danh thủ Brazil Neymar, và anh từng có biệt hiệu là Vũ Neymar. Lại là một pha dứt điểm vô lê chân trái. Vẫn là một cú đá của Minh Trí. Rất tốt để cố gắng tìm ra sự liên lạc. Trọng tài cho rằng bóng vẫn trong sân. Fogarty. Trên sân lúc này hai đội đều đã trở về với tổ đá số 1. Những cầu thủ thi đấu trong đội xuất phát. Châu Đoàn Phát. Quốc Hưng. Quốc Hưng. Pha xử lý của Sito. Minh Trí. Sút bóng. Cú đá đã bị chặn lại. Sito là người đã chặn cú đá của Minh Trí. Châu Đoàn Phát. Sút bóng. Bóng đã đập vào cầu môn của Australia. Pha xử lý rất hay ở bên cánh phải của Châu Đoàn Phát. Cầu thủ Việt Nam đang chơi ngang ngửa và có thời điểm lấn sân Australia. Đó là một điều rất đáng mừng. Bởi vì 3 lần gặp nhau trước Việt Nam đều thua Australia. Trong đó có những trận thua rất đậm. Bây giờ lại là tổ đá thứ hai đội tuyển Futsal Việt Nam. Tôn Thất Phi. Đức Hòa. Đức Hòa thực hiện quả đá biên. Cú sút từ xa của Tôn Thất Phi. Ở tổ đá thứ hai thì người chơi cao nhất trên hàng công là Vũ Đức Tùng. Xoay sở rất hay. Sito. Ở Australia, bóng đá không phải là môn thể thao số 1 giống như phần lớn các quốc gia ở Đông Nam Á. Những năm gần đây, bóng đá Australia phát triển rộng rãi hơn nhờ những người nhập cư. Pha xử lý từ góc hẹp của Đức Tùng. Đức Hòa thực hiện quả đá biên. Không được. Vẫn còn. Đức Hòa. Đức Hòa và Thất Phi đã không thể tìm ra sự liên lạc. Từ đầu trận thì cầu thủ Việt Nam có những lúc chơi lấn sân, tuy nhiên cũng nhanh chóng rút về phòng ngự khi bắt bóng. Sito. Sito làm động tác cài người và dỉa bóng sang cho đồng đội. Tuy nhiên đội Việt Nam đã bắt bài kịp thời.
bọc lót cho nhau rất tốt. Cầu thủ đã không theo kịp bóng là Thái Huy. Australia xin hội ý. Ở mỗi phút sàn thì trong mỗi hiệp đấu mỗi đội có thể hội ý một lần. Cho đến hiệp này đội Việt Nam đã mắc hai lỗi, còn Australia chưa mắc lỗi nào. Không khí rất sôi động, đầy hứng khởi ở nhà thi đấu Phú Thọ. Nhà thi đấu Phú Thọ ở quận 11 đưa vào sử dụng từ SEA Games 22 tại Việt Nam. Đây là nơi thi đấu môn Taekwondo. Sau đó thì Phú Thọ đã hai lần đăng cai giải Taekwondo châu Á. Đến thời điểm này thì nhà thi đấu Phú Thọ đã hai lần tổ chức giải Futsal châu Á và bốn lần tổ chức giải Đông Nam Á. Tỷ số của trận đấu khai mạc giữa Việt Nam và Australia vẫn đang là không đều. Jovan Ali. Một pha xử lý bị cứng của Jovan Ali. Anh đã làm lỡ chấn đồng đội. Thái Huy. Đức Hòa. Thái Huy rất mềm mại. Tôn Thất Phi rất tiếc, đó là một pha xử lý hơi chậm. Jovan Ali đã kịp can thiệp. Chúng tôi sẽ nhắc lại, trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Takeshi Fujita người Nhật Bản. Khán giả đang ngồi kín nhà thi đấu Phú Thọ ở quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh. Tôn Thất Phi. Cầu thủ số 10 của Australia, anh chàng có mái tóc dài Grant Lim, là người có thể xử lý bóng rất khéo léo. Tuy nhiên vừa rồi thì Grant Lim lại có một pha bóng nặng tính biểu diễn và anh đã không xử lý bóng thành công. Tôn Thất Phi sút bóng không vào, bóng đã đập một cầu thủ đứng trước cầu môn. Các tổ đá của đội Việt Nam thi đấu rất đồng đều. Quả phạt góc cho các cầu thủ Việt Nam. Đã xảy ra một tình huống va chạm. Tôn Thất Phi thực hiện lại quả phạt góc. Vô lê, cú đá rất mạnh. Pha dứt điểm như tên bắn của Đức Tùng. Rất tiếc bóng lại đi ra ngoài. Nếu bóng đi vào cầu môn thì rất khó cản phá cú đá như tên bắn vừa rồi.
Đỗ Thế Phi. Trận đấu vẫn tiếp tục. Không thể phối hợp được với nhau. Đó là Mạnh Dũng và Thành Tín. Giovinali. Basker. Hết sức nguy hiểm. Pha chạy bóng quyết liệt. Và cuối cùng Đắc Huy đã khống chế được cầu thủ đội bạn. Các trợ lý người Tây Ban Nha của huấn luyện viên Rodrigo gồm có các ông Antonio Jimenez và Sinega Gomez. Đường truyền của Thanh Tín. Thanh Tín để bắt bóng ở giữa sân hết sức nguy hiểm. Một pha chặn bóng rất hay của Mạnh Dũng. Mạnh Dũng đã chặn bóng kịp thời và cắt đứt một pha lên bóng nguy hiểm của Australia. Những pha chạy bóng rất quyết liệt. Cầu thủ Việt Nam đang cố gắng phát huy sự khéo léo, còn Australia đang tận dụng nền tảng thể lực dồi dào. Đối với môn futsal thì những cầu thủ to cao cho dù chân rất khéo, tuy nhiên to cao sẽ thiếu khả năng xoay sở và đó cũng là một bất lợi để đối phương nhỏ hơn có thể khai thác. Giovinali đá biên. Không thể liên lạc được với nhau. Cầu thủ Australia vừa rồi đã chuyền bóng là Stuart Cooper. Tuy nhiên đồng đội của anh đã không thể đón bóng. Trần Văn Vũ. Minh Chí. Chúng ta đã chứng kiến sự trở lại của cầu thủ số 1. Trần Văn Vũ. Văn Vũ và Minh Chí là những người đã thi đấu xuất sắc ở giải Futsal châu Á, giúp cho Việt Nam giành được vị trí thứ 4. Và sau đó chúng ta có bàn tài World Cup ở Colombia. Sito. Pha qua người không thành công của cầu thủ Australia. Quốc Hưng. Pha xử lý của Trần Văn Vũ. Bóng đá Việt Nam đang ở một giai đoạn có nhiều thành công và chúng ta cùng kỳ vọng futsal sẽ tiếp tục có những bước tiến. Và dứt điểm từ tuyến 2 của Vũ Quốc Hưng.
Cầu thủ đã chuyền bóng rất đẹp là Văn Vũ. Không vào. Một pha giật gót đầy bất ngờ nhưng bóng lại đi ra ngoài. Rất đáng tiếc cho Việt Nam. Đến lúc này Việt Nam là đội có nhiều cơ hội hơn so với Australia. Trần Văn Vũ. Quốc Hưng. Sự khéo léo của Việt Nam đã khiến cho Australia khó khăn. Nhưng miếng đánh ở đoạn ngắn và nhanh. Không ít lần đặt cầu môn Australia vào thế báo động. Đá biên cho Australia. Một pha chặn bóng kịp thời của đội trưởng Trần Văn Vũ. Trần Văn Vũ. Văn Vũ đang chơi rất hay trong vai trò một cầu thủ bao sân. Sút bóng. Pha dứt điểm của Minh Chí. Bóng được mở lên cho Cooper. Minh Chí. Những giây cuối cùng của hiệp 1. Minh Chí. Quốc Hưng. Minh Chí. Không vào. Pha bóng rất tiến hóa và nhanh. Minh Chí đã băng xuống đối mặt với thủ môn đội bạn. Cầu thủ Việt Nam chưa có bàn thắng chỉ vì kém may mắn thôi. Nhưng miếng đánh ra dạng đã được thực hiện. Bóng được truyền vào và Minh Chí lặng lẽ áp sát cầu môn. Ba lần trước gặp Australia, Việt Nam đều thua. Đầu tiên là thua 1-4, sau đó thua 1-6, sau đó là 3-4. Đến ngày hôm nay chúng ta đã chơi ngang ngửa với Australia. Và những năm ở đây thì đội bóng Futsal Thái Sơn Nam cũng thường xuyên có thành tích cao ở các giải châu lục. Ban tổ chức giải Futsal Đông Nam Á năm 2019, các thành viên của VOV, VTC, VFF và HD Bank mong muốn có sự chung sức để nâng tầm Futsal Việt Nam. Trần Văn Vũ thực hiện quả phạt góc. Đức Hòa. Tôn Thất Phi. Pha lấy bóng của Australia. Đường chuyền của Sito. Giovinali. Cú đá mạnh của Sito đã bị chặn lại. Một tình huống rời cầu môn của Gavin O'Brien và đã xảy ra va chạm dài cầu thủ Australia. Đúng lúc này trọng tài người Nhật Bản ông này với nhà yêu Phú Thọ ở quận 11 Thứ Sinh. Đây là hiệp 2 trận đấu giữa đội Việt Nam và Australia. Trận khai mạc của giải Futsal Đông Nam Á Cúp HD Bank năm 2019.
ở hiệp 2 của trận đấu Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phải màn nhỏ các bạn. Kết thúc hiệp 1-2 đều hòa nhau với tỷ số 0-0. Trong hiệp 1 Việt Nam đã chơi nói là xuất sắc. Các thủ Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội hơn với những miếng đánh đa dạng, phát huy được khả năng xoay sở và sự kết dính. Australia thể lực dồi dào, chân khéo, tuy nhiên cao thủ to lớn và đôi khi khó khăn trước khả năng ứng biến của cầu thủ Việt Nam. Rất nỗ lực, mất bóng tuy nhiên Minh Chí cố gắng đeo bám. Chia sẻ lúc này lại là tổ đá số 1 của hai bên, những người đã thi đấu trong đội hình xuất phát. Trong hiệp 1, đội Việt Nam đã có 3 tổ đá. Đường chuyền của Quốc Hưng. Dứt điểm, không vào. Cơ hội dành cho Trần Văn Vũ. Ở hiệp 1, Trần Vũ đã chơi rất hay trong vai trò một cầu thủ bao sân. Trần Văn Vũ lặng lẽ băng lên, nhận bóng. Rất tiếc là cú đá không được như ý. Vogati, Sito, trong hiệp 1 của trận đấu, thủ môn Gavin Oren đã có một tình huống va chạm với đồng đội và bị đau. Quốc Hưng. Dứt điểm, không vào. Cú đá của Quốc Hưng. Nhưng miếng đánh ở tầm thấp được triển khai rất nhuần nhuyễn. Trụ không vững và Quốc Hưng đã không thể ghi bàn. Hết sức đáng tiếc. Tình huống va chạm giữa Quốc Hưng và Fogarty. Trong ngày hôm nay thì khán giả đã đến nhà thi đấu Phú Thọ ở quận 11. Kín chỗ. Bên cạnh các cầu thủ Việt Nam còn có những người ủng hộ cho Australia đến từ xứ sở chuột túi. Lúc này khán giả có thể theo dõi trận đấu Việt Nam gặp Australia tại giải Futsal Đông Nam Á trên các kênh VTC3, VTC8, Việt Nam Journey, Thể thao TV và Bóng đá TV. Sito, Giovinali, Fogarty. Có thể nói trong hiệp 1, Australia đã gặp rất nhiều hoan trước lối chơi biến hóa của đội Việt Nam. Hy vọng hiệp 2 chúng ta tiếp tục duy trì được khí thế cũng như cường độ thi đấu. Tôn Thất Phi. Lúc này là sự góp mặt của tổ đá thứ hai. Đánh chặn rất hay Quốc Hưng. Và va chạm đã khiến cho Quốc Hưng bị đau. Một tình huống va chạm nguy hiểm, hết sức đáng tiếc. Các bác sĩ đã phải đưa Quốc Hưng ra ngoài sân. Cầu thủ vào sân thay cho Quốc Hưng là Thái Huy. Trọng tài đã nhắc nhở Sito của Australia. Trong 4 trọng tài là nhiệm vụ ở trận đấu ngày hôm nay có 2 người Nhật Bản.
Fogarty, Văn Vũ, từ đội hai thì đội Việt Nam chưa mắc lỗi nào. Australia vừa rồi đã mắc lỗi đầu tiên. Fogarty hết sức nguy hiểm, hoan hô thủ môn Văn Ý. Thêm một lần Văn Ý đã mang lên làm hàng góc sút, bóng đá trúng ngược anh. Ở hiệp một của trận đấu, Văn Ý đã hồi pha khéo léo cũng xuất sắc trong tình huống hết sức nguy hiểm của Australia. Huấn luyện viên trưởng của Australia Varela liên tục phải ra sát đường biên. Ở hiệp 1 cũng vậy. Không vào! Những phút đầu hiệp 2 tiếp tục diễn ra sôi nổi hấp dẫn. Sito, Tôn Thất Phi, Đức Hòa, lối thứ hai của Australia, cú đá từ góc hẹp. Trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt. Pha dứt điểm quá bổng của Đức Tùng để chuẩn bị cho giải Futsal Đông Nam Á. Đội Futsal Việt Nam đã tập huấn ở Thái Lan. Trong chuyến tập huấn Thái Lan, Việt Nam hòa đội Thai Pot, đội vô địch Thái Lan với tỷ số 1-1, đó là một câu lạc bộ. Sau đó thắng Á quân Thái Lan Chonburi với tỷ số 5-2. Những tình huống áp sát khiến cho đội bạn không thể xử lý thành công. De Melo vừa rồi đã rất khó khăn khi bị ép sát bởi hai cầu thủ Việt Nam. Đức Hòa, Tôn Thất Phi, ở tổ đá thứ hai thì Đức Tùng vẫn là người đá khá nhất thành công. Đức Hòa, rất nhịp nhàng. Một pha lừa bóng bị lộ, rất khéo léo. Pha đi bóng của Thái Huy, Đức Tùng, cú đá của Đức Hòa. Cầu thủ Việt Nam đang áp dụng những đường nét chiến thuật hiện đại, từ các pha lôi kéo cho đến chuyển hướng, rất biến hóa trong tấn công. Đến hiệp này chúng ta đã thấy dấu ấn của huấn luyện viên Rodrigo. Pha phạm lỗi. Bóng sẽ được đặt tại chỗ để đá phạt. Australia đến lúc này đã mắc 3 lỗi, nếu mắc đến lỗi thứ 5. Sự mà mắc đến lỗi thứ 6 sẽ phải chịu một quả đá phạt 10 mét.
Với lực sút của cao thủ Australia thì đây sẽ là quả đá nguy hiểm. Bóng đi không chính xác. Một tình huống mà hàng rào của đội Việt Nam đã phối hợp để thủ môn Văn Ý băng lên làm hẹp góc sút. Lực đá của đội bạn rất mạnh và có thể chỉ có tay của thủ môn mới chủ động được. Giovinali. Giovinali là người đá bao sân của Australia. Gia Hưng. Mạnh Dũng. Đường chuyền chính xác của Mạnh Dũng. Rất đáng tiếc đó là pha xử lý của Gia Hưng. Giovinali. Đá với Australia chắc chắn hiệp 2 đội Việt Nam sẽ có những bất lợi về sức. Đây là thời điểm mà toàn đội phải chơi bình tĩnh, sẵn sàng bọc lót cho nhau và chắt chiu cơ hội trong những pha phản công. Niski. Giovinali. Đến lúc này thủ môn Hồ Văn Ý đã thi đấu xuất sắc trong những pha bóng cần phải trổ tài. Mạnh Dũng. Nhan Gia Hưng. Rất bình tĩnh phối hợp. Rất hay. Pha dốc bóng của Đắc Huy. Bên phía Australia, Cooper đã trở vào sân. Cầu thủ rời sân là Niski. Thành Tín thực hiện quả đá biên. Chúng ta chờ đợi một miếng phối hợp nhuần nhuyễn để có sự bất ngờ. Thành Tín sút bóng áp sát cầu môn giật gót. Đó là tình huống xử lý của Tôn Thất Phi, không phải của Đắc Huy. Giovinali. Sito. Bóng đá chạm tay Sito. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là không đều. Mạnh Dũng. Cooper. Cooper đã kịp phá bóng. Dứt điểm. Wow! 1-0 cho đội quốc gia Việt Nam. Một pha phối hợp rất đẹp mắt và tỷ số đã được mở. Điều gì phải đến đã đến. Đội Việt Nam đã chơi tốt hơn kể từ đầu trận.
tạo ra nhiều cơ hội hơn, và vừa rồi là một pha bóng gắn bó để dẫn đến bàn mở tỷ số. Cú đá có tính bất ngờ của Mạnh Dũng ghi bàn cho đội Việt Nam. Tình huống phối hợp giữa Thành Tín và Mạnh Dũng. Bàn thắng ở một thời điểm hết sức quan trọng. Trận đấu đang phải tạm dừng khi một cầu thủ Việt Nam bị đau. Ở đội hai chúng ta đã lo lắng khi mà có một số biểu hiện xuống sức. Tuy nhiên huấn luyện viên Rodrigo đã có điều chỉnh, và rất may Việt Nam lúc này có 3 tổ đá để tạo ra lực lượng dày, đồng thời vẫn bảo đảm sự gắn kết giữa pha phối hợp. Quốc Hưng thực hiện quả đá biên. Cú đá lên rất mạnh của Trần Văn Vũ. Pha xử lý mang tính giải tỏa của đội trưởng Phúc San Việt Nam. Giovinali. Quốc Hưng. Trần Văn Vũ. Rất hay. Pha xoay người nhanh và dứt điểm của Minh Chí. Cả 3 tổ đá của Việt Nam đều phát huy rất tốt những pha tốc độ đoạn ngắn. Không vào. Cú đá của Quốc Hưng. Một sự khởi đầu làm chúng ta rất vui, bởi vì năm nay giải Futsal Đông Nam Á sẽ chỉ chọn ra 3 đội để đi giải châu Á thay vì 4 như trước đây. Trước đây các đội vào bán kết của giải Futsal Đông Nam Á đương nhiên được dự giải châu Á, tuy nhiên lúc này phải là giải 3. Rất nguy hiểm, cú đá rất mạnh của đội trưởng Giovinali. Giovinali có lẽ là người sút bóng mạnh nhất của Australia. Đầu Oliveira. Giovinali. Australia trước khi sang Việt Nam dự giải Futsal Đông Nam Á Cúp HD Bank đã tập huấn ở đảo Solomon. Thi đấu 2 trận với Solomon, thắng 4-3 và trận sau thắng 3-2. Lúc này Futsal Australia đang được trẻ hóa, và đó là một cơ hội dành cho Futsal Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Giovinali. Minh Chí giữ bóng rất hay. Trần Văn Vũ giành phát. Một pha xử lý kinh nghiệm của Trần Văn Vũ đối mặt với thủ môn. Đá biên cho Australia. Giovinali. Một pha rời vòng cấm kịp thời, xử lý chính xác của thủ môn Hồ Văn Ý. Đứng chơi bóng là De Oliveira. Cú đá không chính xác. Ôi.
Rất tiếc là không thể đón được bóng. Rất quyết tâm. Chúng ta đã chứng kiến một thế trận có thể nói là rực lửa của cả hai đội. Cầu thủ Việt Nam đang chơi đúng với tinh thần của những chiến binh sao vàng để thiệu dành cho bóng đá Việt Nam. Đứng trước bóng là Đức Hòa. Fogarty. Giovinali. Không có lỗi. Đây là thời điểm mà thời gian đã là giữa hiệp 2. Các đội đã có sự pha trộn giữa các tổ đá. Cầu thủ chạm bóng cuối cùng trong pha dứt điểm là Wade. Người đá cao nhất trang công của Việt Nam lúc này là Đức Tùng. Sweden. Sweden là cầu thủ thuận chân trái. Giovinali. Lối chơi của Australia vẫn rất nhiều những pha phân phối bóng của đội trưởng Giovinali. Sheeran. Wade. Fogarty. Rất kín kẽ. Rất hay. Thêm một lần làm hàng góc sút của đội bạn. Hồ Văn Ý vẫn đang rất vững vàng trong cầu môn. Không chính xác. Đức Hòa. Đức Hòa. Căng ngang. Pha phản công của Australia. Cầu thủ đã kịp cắt đứt đường phản công là Thái Huy. Một trận đấu có chất lượng cao và đương nhiên cũng hao tổn sức lực của cầu thủ hai bên. Đến lúc này Australia đã mắc 5 lỗi, Việt Nam đã mắc 3 lỗi. Australia nếu thêm một lỗi nữa là chúng ta sẽ được hưởng quả phạt 10m. Bóng được chuyền mạnh lên cho Đắc Huy. Fogarty. Bắt bài rất tốt. Mạnh Dũng.
đá biên cho đội Việt Nam. Vừa rồi là những xử lý của Thành Tín. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội Việt Nam. Mạnh Dũng là người đã mở tỷ số với một cú đá rất tốt. Mạnh Dũng đã phối hợp với Thành Tín từ một pha đá biên và dứt điểm rất nhanh. Basker để bắt bóng. Rất tiếc cú đá không trúng đích. Và dứt điểm của Phan Gia Hưng. Phan Gia Hưng đang chơi cho đội Futsal Cao Bằng. Có thể nói một tỉnh vùng núi phía Bắc như Cao Bằng cũng đã có được đội Futsal là một điều rất đáng mừng. Basker, Sito, bắt bài. Rất tiếc là pha chuyền hơi mạnh. Rất khéo léo pha xử lý của Đắc Huy. Mạnh Dũng, Thành Tín. Phối hợp với nhau rất tinh tính từ dưới lên. Tiếc là bóng đã ra ngoài sân. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang cố gắng bảo đảm tốc độ chơi, sự nhuần nhuyễn và nhịp điệu trong thi đấu. Với Futsal thì nhịp điệu là điều rất quan trọng. Sito. Đá biên cho Australia. Basker, Sito. Pha dứt điểm quá bổng. Cầu thủ Australia không thể dứt điểm ở những tình huống thuận lợi. Cầu thủ Việt Nam luôn đá kín kẽ và có sự phán đoán rất tốt trong phòng ngự. Cầu thủ Australia vừa rồi đã không giữ được bình tĩnh. Ở môn Futsal thì nếu đội nào có người phải nhận thẻ đỏ sẽ chịu mất người trong 2 phút. Tuy nhiên nếu như đội mất người bị thua ngay sau đó thì lập tức được bổ sung cầu thủ vào sân. Ở các giải Futsal Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội bóng có thể nói là thống trị. Chỉ một lần vô địch còn lại thuộc về Indonesia. Tuy nhiên cũng đã khá lâu. Ở giải châu Á, Iran là một cường quốc. 15 lần giải châu Á được tổ chức, Iran vô địch 12 lần, Nhật Bản 3 lần. Pha áp sát của Quốc Hưng. Hết sức nguy hiểm. Rất hay. Trần Văn Vũ đã kịp phán đoán và bọc lót. Đó là một tình huống mà cầu thủ vào sân tay người Ahmed Sweden đã tạo ra được sự đột biến với pha xử lý rất khéo léo.
Đứng trước bóng là Granlin. Trần Văn Vũ giành phát, quả đá biên cho đội Việt Nam. Thời gian ủng hộ các cầu thủ Việt Nam, tỷ số vẫn đang là 1-0. Cầu thủ mở tỷ số với cú đá rất hay là Mạnh Dũng. Đường chuyền lên của Trần Văn Vũ, cố gắng cứu bóng. Minh Chí là người đã nỗ lực theo bóng. Pha phạm lỗi bên ngoài vòng cấm. Nếu phạm lỗi bên trong vòng cấm thì cự ly đá phạt sẽ chỉ là 6 mét thôi. Đội trưởng Giovanelli, người có những cú đá rất mạnh. Bịt rất tốt. Cầu thủ Việt Nam đang chứng tỏ ý chí tuyệt vời. Đá biên cho Australia. Cho đến điểm này thì đội trưởng Giovanelli là cầu thủ của Australia có thời gian thi đấu nhiều nhất trên sân. Anh là người đá bao sân và phân phối bóng rất nhiều. Chúng ta rất kỳ vọng là sau 2 năm gắn bó với Việt Nam, huấn luyện viên người Tây Ban Nha Rodrigo sẽ ngày càng chứng tỏ được những dấu ấn sau những năm tháng làm việc với các cường quốc Futsal như Nhật Bản và Thái Lan. Đã là lỗi thứ 5 của đội Việt Nam. Với lực đá của Australia, đây sẽ là quả đá hết sức nguy hiểm. Đứng trước bóng là Fognito. Thủ môn Văn Lý đã lên đứng cùng với hàng rào. Rất hay. Ở những quả phạt cự ly gần, Văn Lý thường xuyên dâng lên để chủ động đón bắt. Rất hay. Trần Văn Vũ. Nỗ lực của Đắc Huy. Giovanelli. Trong tất cả các đội bóng đá của Australia luôn có nhiều cái tên gốc Ý. Những người Italia di cư sang Australia chính là những người đã góp phần phổ biến và phát triển bóng đá ở xứ sở chuột túi. Đắc Huy. Đắc Huy đơn độc.
Tôn Thất Phi, Đức Hòa, pha dốc biên rất nhanh. Rất tiếc là bóng không thể được truyền vào trong cho Minh Chí. Giovinali, bóng đã ra ngoài sân. Giữ bóng rất hay, Tôn Thất Phi. Đức Hòa, pha đi bóng của Thái Huy. Khoati, hết sức nguy hiểm. Tình huống vừa chạy vừa dứt điểm chân trái của Fogarty. Mỗi bên đã mắc 5 lỗi, tức là chỉ thêm một lỗi nữa sẽ phải chịu một quả phạt 10m không hàng rào. Với gì Việt Nam đang thể hiện thì rõ ràng chúng ta hết sức tự hào. Có một điều rõ ràng là phút sang Việt Nam vẫn đang có những bước tiến vững chắc. Giai đoạn đầu tiên, huấn luyện viên Rigo lên làm, nhiều người đã có sự nghi ngờ. Tuy nhiên, ông Rigo đã nói thẳng rằng ông có những phương pháp riêng, cần có thời gian để thích nghi. Minh Chí, Sito, Fogarty. Fogarty rất nhanh. Tuy nhiên vừa rồi anh đã di chuyển và đã hết đà khi dứt điểm. Fogarty. Cú đá không trúng đích. Australia tranh thủ tung ra những pha bóng chớp nhoáng, tranh thủ dứt điểm ở mọi góc độ. Minh Chí, Tôn Thất Phi, không vào. Cú đá bằng mũi chân bất ngờ của Tôn Thất Phi, đó là một động tác kỹ thuật đặc trưng của Futsal. Fogarty, Fogarty chơi rất nổi bật ở những phút vừa qua. Minh Chí để mất bóng. Thẻ vàng dành cho đội bạn và lỗi thứ 6 của Australia. Việt Nam được hưởng quả đá phạt 10m. Lỗi thứ 6 trong hiệp đấu sẽ là một quả phạt 10m. Chúng ta vừa xem lại tình huống lỗi thứ 6 của Australia trong hiệp 2. Thẻ vàng dành cho Granlin. Pivo, tức là trung phong cắm Minh Chí, được giao nhiệm vụ đá quả phạt 10m này. Đấy là rất xa. Cơ hội rất tốt để chúng ta nâng tỷ số lên 2-0. Minh Chí vào thủ môn Gavin O'Brien. Minh Chí vào! Cú đá tầm thấp đã lừa được thủ môn Gavin O'Brien. 2-0 cho Futsal Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử Futsal Việt Nam dẫn trước 2 bàn
khi gặp Australia. Cú đá rất thông minh của Minh Chí. Goal for Vietnam by player number 8, Nguyễn Minh Chí. Cầu thủ số 8. Một ngày thi đấu thăng hoa của đội tuyển Việt Nam. Ghi bàn cho đội Việt Nam. Pha dứt điểm rất tỉnh của Minh Chí. Anh đá bóng vào phía chân trụ của thủ môn O'Brien. Rất có thể những giây tới Australia sẽ phải chơi power play. Bóng được chuyền lên cho Đức Hòa. Sito. Fogarty. Rất khéo léo che người để bóng ra ngoài sân. Huấn luyện viên Rodrigo đến từ Tây Ban Nha. Ông sinh ở thành phố Valencia, từng dẫn dắt những câu lạc bộ mạnh của vùng Andalusia. Ông từng dẫn dắt các đội bóng của Granada và Sevilla. Fogarty. Fogarty. Phạt góc cho Australia. Rất xuất sắc. Thêm một pha cản phá tuyệt vời của Hồ Văn Ý. Sự thất vọng của huấn luyện viên Varela. Có thể Varela cũng là một người gốc Tây Ban Nha. Danh phát. Danh phát. Chỉ còn hơn một phút nữa. Fogarty. Fogarty là người thường xuyên tổ chức bóng từ sân nhà, sau đó phối hợp và nhận bóng để dứt điểm. Sito. Với đặc thù của Futsal thì rất dễ hiểu khi đến bây giờ những đội bóng đã từng vô địch Futsal thế giới đều là những nền bóng đá có phong cách Latin. Trong 8 lần giải Futsal vô địch thế giới được tổ chức thì Brazil vô địch 5 lần, Tây Ban Nha quê hương của ông Rodrigo vô địch 2 lần, Argentina vô địch giải gần đây nhất năm 2016 ở Colombia. Ở châu Á thì vài năm gần đây các đội tuyển ở Trung Á cũng đã vươn lên rất mạnh. Những giây cuối cùng. Vào ngày mai Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào lúc 16:30. Australia gặp Malaysia vào lúc 19:00. Danh phát. Fogarty.
Giovinali, Fogarty, cú đá vào mũi chân. Rất khéo léo, Mạnh Dũng. Chỉ còn hơn 10 giây nữa thôi. Thắng lợi đã chắc chắn thuộc về đội Phúc San Việt Nam. Tỷ số vẫn đang là 2-0. Pha che người khéo léo của Thành Tín. Chỉ còn 5 giây nữa. Chúng ta chuẩn bị chờ đón chiến thắng của đội Phúc San Việt Nam lần đầu tiên trước Australia. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Các thủ Việt Nam đã có một trận đấu thăng hoa trong ngày khai mạc giải Phúc San Đông Nam Á Cup HD Bank. Chúng ta đã chiến thắng với tỷ số 2-0. Tỷ số là